Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. À, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cập nhật lại dự án Abadron à, Farm à, mình có chia sẻ với mọi người cách đây vài ngày. À, thì hiện nay cái dự án này nó sẽ có một cái form để mọi điền lại thông tin để mọi người nhận phân phối token này nhé. Thì anh em hãy vào cái link dưới phần mô tả cho mình. Sau đó mọi mọi người sẽ bấm vào cái à, làm các nhiệm vụ nó yêu cầu. Nhiệm vụ đầu tiên là nó sẽ ở trên cái link form này nó sẽ có một cái link, uh, link uh, tức là link bot hôm mọi người làm đấy. Mọi người sẽ click vào đấy để mọi người vào đây hôm nọ mọi người làm ở uh, ở, -Ram nào thì bây giờ mọi người sẽ kết nối vào tay đấy ở đây đấy mình sẽ mình hôm nọ mình làm ở tay ram này thì mình giờ mình sẽ kết nối vào đây đúng không ạ à, cách đây thì là ngày 26 mình có chia sẻ với mọi người dự án này đấy 26 tháng 7 ấy, thì là nhận 2.000 token uh, baron này đấy thì hiện nay thì nó sẽ có uh, uh, cái form để mọi người điền lại thông tin nhận token À, thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình nhé Sau đấy mọi người vào, vào cái link bot ở đấy Thì uh, nó sẽ giao diện thế này uh, Sau đấy mọi người vào đây mọi người bấm start it cho mình mọi copy cái link để mọi người copy cái link red mọi mọi người nhé link link của mọi người đấy bấm sao chép này sau đấy mọi người dán vào cái link form này cho mình đây mọi người sẽ dán link vào form đây rồi tiếp tục là submit submit number red tức là mọi người có bao nhiêu red thì mọi người sẽ mọi người xem mọi người có bao nhiêu red tổng red bao nhiêu thì mọi người sẽ nhập số lượng red vào đây nhé cho mình nhé rồi tiếp theo là địa chỉ ví ở trong này mọi người đã dùng địa chỉ ví nào thì bây giờ mọi người sẽ kiểm tra lại mọi người lấy địa chỉ ví đó nhé hay là xem nào đây mọi người trong này nó hôm nọ mọi người copy địa chỉ ví nào rồi bây giờ mọi người sao chép địa chỉ ví đấy và mọi người dán vào đây cho mình rồi sau khi mọi người điền đầy đủ thông tin rồi thì mọi người sẽ bấm vào chữ gửi cho mình nhé rồi bấm chữ gửi này Ok như vậy là xong. Và tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn uh, cũng cũng là một uh, cập nhật dự án nhé Mọi người sẽ cập nhật cho mình dự án đề, gửi uh, mọi người sẽ uh, update uh, ví uh, của dự án EIFP -E -E cho mình nhé Cái dự án uh, EIFP -E -E mình chia sẻ mọi người mà đã đăng ký mọi người sẽ nhận được là à uh, một token EIFP -E -E đúng không ạ? Thì hiện tại giá của cái con EIFP -E ở -E trên uh, Binance coi là mình xem nào. EIFP -E -E. giá nó khó khá cao mọi người nhé đây bây giờ mình sẽ tìm con này xem ai xem, xem cái, cái token cần này đây mọi người sẽ bấm vào mọi người xem không phải giá ảo như thế nào đây hiện tại giá của nó là 162 đô nhé mọi người không biết là uh, nó có, nó có phân phối cho về cho chúng ta không nhưng mà khá là ngon đúng không mùa một token của nó là 162 đô mà nếu như mọi người đăng ký hiện tại bây giờ không biết mọi người có đăng ký được không nếu như anh em là người mới mà chưa đăng ký tài khoản à đăng ký dự án này thì mọi người cứ thử đăng ký xem nhé bởi vì bây giờ mọi người đăng ký mọi người sẽ nhận được 0,5 đô thôi à, 0,5 ở 0,5 tốc token thì tương đương với cả gần hơn 60 đô thôi à bây giờ là ở ừ, 61 đô à 62 đô đấy rồi thì uh, hôm nay mình sẽ cập nhật cho mọi người cái dự án này, mọi người sẽ phải điền uh, điền thông tin vào, điền tức là mọi người sẽ uh, điền ví vào cho mình nhé. À, mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Ở đây thì uh, nó sẽ có giao diện như thế này nhé, mình sẽ bấm vào login này, uh, login này, mình đây là mình đăng ký rồi, đăng nhập rồi. Nếu như anh em mà uh, chưa đăng ký tài khoản này thì mọi người thưa, hãy bấm vào cái link này cho mình nhé. Sau đấy mọi người có một là mọi người sẽ bấm vào đăng ký này, ở đây sẽ có chữ đăng ký nên mọi người sẽ đăng ký vào. Và Sau đấy mọi người sẽ. Uh, đăng ký gmail ấy sau đấy mọi người sẽ có một cái email kích hoạt gửi về địa chỉ email của mọi người sau đấy mọi kích hoạt cho mình email rồi sau đấy mọi người sẽ à, đăng nhập vào và mọi người làm nhiệm vụ như là như sau đăng nhập như mình nhé mọi người sẽ theo dõi kênh à, Twitter này Telegram này đấy các kênh Twitter Telegram rồi là là xong thôi là mọi người sẽ nhận được 0,1 token AEFE nhé và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người À, để mọi người có thể uh, cập nhật cái đời chỉ ví sau khi mọi người ra vào giao diện như thế này rồi mọi người sẽ bấm vào chữ buy now này ok ở trong giao diện như thế này thì uh, mọi người sẽ bấm vào phần à, uh, uh, ở đây nhé, đây này cầu cần này Bấm vào chữ profile này rồi ở đây thì nó sẽ có giao diện như thế này à, mọi người sẽ có là đây là tên tuổi của là email này đã được kích hoạt đúng không? Master này nó có phần wallet này mà bấm vào chữ wallet cho mình ở đây chữ wallet đây ở đây mọi người sẽ nhập địa chỉ ví này thì bây giờ mọi người sẽ quay về địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví bsc nó hai địa chỉ nó giống nhau ở tên Vitesse Wallet hoặc ví MetaMask cho mình mọi người sẽ dán địa chỉ ví vào cho mình nhé copy địa chỉ ví này ETH này bấm sao chép này rồi hoặc địa chỉ ví ETH, à, bsc cũng được Dán đây cho mình nhá. Đấy. Bởi vì sao mình bảo là mọi người copy một là ETH, hai là BC bởi vì nó là một nhá mọi người, nó là một một địa chỉ ví. Đấy, sau khi mọi người đã dán địa chỉ ví rồi, mọi người sẽ bấm chữ update cho mình. Rồi, bây giờ nó sẽ có một cái email uh, gửi về số uh, gửi về cái email của mọi người đấy. Mã code đấy, mọi người sẽ vào email mọi người lấy cái mã code mọi người dán đây cho mình nhá. ở đây có chữ phần cập nhật là nếu như nó không có trong phần cập nhật thì nó sẽ có ở trong phần uh, đây này nó có trong thư giác mọi người nhá Đấy, đây mà copy cái, cái mã code này cho mình sao chép rồi quay trở lại một cái dán mã code đây cho mình nhá sau khi dán mã code mà bấm submit cho mình rồi như vậy mình đã cập nhật xong địa chỉ ví đúng không ạ nếu như nó phân phối mong là phân phối tóc cần cho chúng ta đúng không ạ rồi như vậy là xong rồi ok rồi à nó sẽ còn 29 ngày nữa nó sẽ kết thúc sự kiện eros thì mọi người thử đăng ký xem mọi người có nhận được uh, tốc cần đấy nhé Nếu như mọi đăng ký mọi người sẽ nhận được là 0,1 0,5 tốc cần bây giờ đấy. đấy Ok như vậy là mình hướng dẫn mọi người cập nhật hai dự án một dự án là tốc cần à, một dự án là à, à, cập nhật lại để chỉ, à, cập nhật lại cái dự án uh, Baron nhận tâu phân phối token cần và cập nhật lại dự án uh, EIFI -E -E để phân phối token mọi người nhé tạm biệt mọi người hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo mình sẽ để tất cả các link của dự án ở dưới phần mô tả cho mọi người